Xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình sẽ làm một cái món đồ chơi tuổi thơ nè. Thì cái này nhiều chỗ kêu bằng cái con quay, nhiều chỗ kêu bằng cái bông dụ. Nói chung là mỗi vùng một cách gọi khác nhau. Này là một cái khúc gỗ nè, mình đã cắt sẵn rồi nè, rồi mình làm nè. Đây là cây bưởi nha. Mình cắt sẵn đặng cho làm cho nó mau á. Bây giờ mình bắt đầu làm nha. Giờ mình sẽ gọt cái vỏ ra nha. Cây này cũng khô rồi, nói chung cũng hơi cứng. Gọt vỏ xong á, cái mình coi chỗ nào méo đó, cái mình chịu khó mình đẽo lên cho nó tròn vậy nè, lát nữa mình làm đẹp hơn, chứ mà để nó méo vậy là nhìn không đẹp. Cái cây bưởi được cái là cái thịt nó trắng á, khi mà mình làm xong mình đánh bóng này rất là đẹp nha. Sau đó mình sẽ cắt ở đây một ngấn nè. Đây mình cái này chủ yếu là làm cái họa tiết cho đẹp thôi rồi chứ không có tác dụng gì hết á. Cái này mình làm cho nó cân đối nó đều á, rồi khi quay nó sẽ quay được lâu hơn với nó với nhìn nó đẹp hơn nữa. Còn nếu mà mình làm nó không cân đối đó, quay nó không có được lâu với nó không có đẹp. Nên làm dấu sẵn ngắn này nè. Lát nữa mình sẽ cắt xung quanh nè, cái mình chừa ở đây là một đốm mà như cái cuốn vậy đó. Xong rồi mình sẽ làm cho nó tròn. Giờ để mình cắt nó nha. Cái này mình cắt từ từ thôi nha, cắt nhiều quá nhiều khi nó phạm đó. Cắt xong á, cái mình đẻo vòng 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 vậy nè, mình cho nó vô từ từ á. Xong rồi nó sẽ còn lại cái kích thước như mình muốn, kiểu từ từ thôi chứ mình cắt nhiều quá đó, nhiều khi nó phạm vô sâu quá đó. Sau khi mình đẻo xong thì nó sẽ như thế này nha. Nói chung cái tay mình đẻo thì nó cũng chỉ được vậy thôi chứ nó không có đòi hỏi cao hơn được. Sau đó thì mình sẽ đẽo cái đít thế nè, để cho nó nhọn xuống á. Giờ mình làm tiếp cái công đoạn tiếp theo nha. Mình lấy cái viết á, mình định tâm, mình vẽ vòng tròn nè, mình định tâm cho nó đó. Để khi mà mình đẽo cho nó tròn á, nó sẽ không có bị lệch tâm. Khi mình đẽo mà mình không làm dấu á, đẽo quá nó bị hư luôn cũng chừng. Mình vẽ như vậy thì nó sẽ chắc ăn hơn. Thank you.
Trước khi mà đẽo á, mình làm dấu ở đây một ngấn nha. Để mình chừa cái khúc trên này là mình quấn dây á, còn cái đoạn dưới này thì mình làm cái đít nhọn lên cho cái đế nó quay. Sau một hồi đục đẽo thì mình làm được nó vậy nè. Nói chung vậy cũng tương đối đẹp thôi. Sau đó mình sẽ làm một cái dấu nè. Mình canh ngay chân chính giữa cái tâm của cái đế nè. Sau đó mình lấy cái đinh nè. Mình đóng vào. Thì khi mà mình lấy á, là cái đinh này nè, nó sẽ quay ở dưới á, để cho cái này nó đừng có mòn á. Nếu mà cây mà mình quay trực tiếp dưới thì sẽ mòn. Mình lấy cái đinh này bằng sắt á, mình làm cái đế cho nó quay á thì sẽ không mòn, xài được bền hơn. Mình đóng nó vô đây. Cái nhà đóng cẩn thận cái cây này, nói chung là nó rất là dễ tét. Khi mình canh nó ngay trong cánh giữa sẽ đẹp hơn. Đóng nó hơi bị xéo một xíu à, không sao, lát mình chỉnh lại được. Nó hơi bị nghiêng qua xíu nè, mình lấy mình bẻ lại một chút. Giờ mình bấm trước cái đầu rồi nha, ăn lát nữa mình kẹp lên mắt máy khoan á, cái mình lấy cái đinh này nè, kẹp vô máy khoan á, mình mài cho cái đầu này nó bóng đẹp một chút xíu. Nếu mà nhà ai có máy máy phân bàn á thì mình kẹp này lên nè, mình làm nó sẽ đẹp hơn. Giờ mình bấm cái đầu này xíu, mình chừa cái này nè, lại đang cho mình kẹp vô máy khoan đó. Lát nữa xong thì mình sẽ cắt cho nó sát, chừa lại một tí xíu à. Khi mình đẽo xong thì nó sẽ như thế này nha. Tại cái này mình mới vừa đẽo xong mà mình chưa có làm cho nó bóng lại vì nhìn nó hơi xấu nha. Xíu nữa mình kẹp lên máy khoan mình mài cho nó bóng lại. Chung vậy là cũng khá ổn rồi đó. Vậy là quay được rồi đó, nhưng mà chưa đẹp thôi. Thẩm mỹ lên cái nữa là ok. Bây giờ mình kẹp nó lên máy khoan cái mình mài lại cho bóng lại kia. Thì cái này mình canh bằng mắt không à, bởi vì nó không có chuẩn 100% nha cả nhà, vẫn còn hơi lạng 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 à. Thank you.
Rồi xong. Thành phẩm nha cả nhà. Rồi mình cắt cái này nữa, xong rồi mình mài cho nó hơi nhọn nhọn xíu là được rồi. Đây nè, rất là đẹp luôn. Tại nhờ có cái máy khoan đó, cái mình đưa lên mình đánh thì nó rất là bóng. Chứ nếu mà không có máy khoan cũng chẳng làm bóng được gì đâu. Chỗ này nó còn cái mạt chút ít nè. Mới thì bóng vậy đó, nhưng mà mình cầm mình chơi chút xíu là nó cũng đi hồi lùi đây à. Chủ yếu là nó thẩm mỹ thôi à. Mấy cái lần này là lúc nãy mình lấy cái dao mình ấy vô đó, nhưng mà nói chung là dao làm thì nó chỉ được như vậy thôi, chứ nó không thể nào mà đòi hỏi 100% đâu. Nhưng mà nói chung thủ công như vậy là cũng ok lắm rồi. Không biết là quay sẽ như thế nào nha, nhưng mà nói chung là thẩm mỹ thì cũng rất là ok đó. Giờ mình sẽ bấm cái đầu này đi, rồi mình mài cho nó hơi nhọn nhọn xíu nữa là chơi được rồi. Cái cây sắt mình cắt đây nè, giờ mình mài cho nó hơi hơi bằng xíu là xài được rồi. Sau hơn 1 tiếng đồng hồ làm thì cuối cùng cũng xong nha cả nhà. Nói chung về thẩm mỹ như này kia thì cũng ok đó, nhưng mà không biết là có quay được hay không, mình cũng chưa thử nữa. Cái này là cái cọng dây mình cắt sẵn rồi nè, để mình giật quay đó. Giờ mình test thử luôn nha, không biết là như thế nào đây. Vừa quấn dây vô. Cũng khá là ok đó cả nhà. Dây này nói chung cũng hơi ngắn nha. Nói chung quay rất là chuẩn luôn. Nó không có bị tại vì khi mà mình quay đó, nếu mà nó quay mà đứng một chỗ á, mà nó quay hoài á, chứng tỏ là mình làm nó đồng tâm á. Còn nếu mà quay mà nó nghiêng qua nghiêng lại mà nó lạng chỗ khác là không được. Rất là ok luôn cả nhà ơi. Nói chung làm vậy là ok lắm rồi. Cọng dây cũng hơi ngắn nha, tại mình lụm mình test thử rồi. Đây có cọng dây dài hơn nè. Để mình quay thêm thử vài cái nữa nha cả nhà. Chung làm như vậy là quá ok rồi. Mạnh lắm cả nhà ơi. Rất là ok luôn.
này quăng gan cái giật ngược lại nó vậy đó, được chưa? Nó quay về được rồi, rồi tiếp đi, cho ngưng cái chụp chụp lại quay tiếp đi. Đã không? Đã hơn cái con quay vô địch mua không? Hả? Ghê không? Không có cần giật mạnh ra đâu, giật nha, quăng ngang cái phong, người nào người nắm cái tay giật mạnh lại liền. Ó vậy chứ. Nói chung là nhỏ này nó mới tập quay thôi à, này em mình tập cho nó quay thôi à. Vì nó quay cũng chưa có rành. Rồi, video của mình tới đây xin kết thúc nha cả nhà. Các video sau thì mình sẽ cố gắng mình làm thêm nhiều cái hay cho cả nhà xem nha. Nếu cả nhà thấy hay thì nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chào cả nhà nha, chào cả nhà nha. Chào cả nhà.